Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cuộc họp đã xem xét về kết quả thực hiện kế hoạch số 93 ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến giữa tháng 4 năm 2021 và kết quả thành lập các khu công nghiệp và việc tiếp nhận các dự án đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý triệt để các vi phạm theo kế hoạch số 93. Trong đó, chú trọng thực hiện giải tỏa các vi phạm trên đất nông nghiệp. Mục tiêu từ nay đến hết tháng 10 phải xử lý được tối thiểu 50% các vi phạm đang tồn tại. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy chính quyền cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cụ thể là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã, trưởng công an xã và trưởng thôn đối với việc thành lập, hoạt động của các khu công nghiệp và việc tiếp nhận các dự án đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan triển khai thực hiện đánh giá năng lực kinh nghiệm của các đơn vị đầu tư. Nếu đơn vị nào không đủ điều kiện thì từ chối tiếp nhận đầu tư các dự án đã cấp phép đầu tư, nếu trong 12 tháng không triển khai thì thông báo dừng. Đối với các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động cần đẩy nhanh việc triển khai thu hút đầu tư để phát huy hiệu quả, tránh tình trạng chiếm đất để không gây lãng phí.